Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Câu lạc bộ đái tháo đường và sinh hoạt Câu lạc bộ đái tháo đường định kỳ với chủ đề Đái tháo đường có điều trị khỏi được không? Dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường, suy thận. Tại buổi sinh hoạt, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trung Quân, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Hà Nội đã có bài chia sẻ về đái tháo đường có điều trị khỏi không, dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường, suy thận. Trong phần thảo luận, các chuyên gia đã chia sẻ và giải đáp chi tiết mọi thắc mắc của người bệnh, giúp họ có thêm kiến thức, niềm tin và tiếp tục kiên trì với phác đồ điều trị. Hiện tại, khoa Nội tiết Đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang quản lý hơn 3.000 người bệnh đái tháo đường. Mỗi tháng, khoa có gần 200 bệnh nhân nội trú được điều trị tích cực, toàn diện. Các bác sĩ tại đây luôn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các phác đồ điều trị mới, các loại thuốc mới, giúp người bệnh phòng tránh được các biến chứng của bệnh đái tháo đường và nâng cao chất lượng cuộc sống.